Kate kate bara kate bara song kate muri lợi danh con không cần, ái tình con không cần,
Vậy niềm vui sống của con hằng này là cái gì? Đó là chậm chậm chậm. Để quý vị trả lời giúp con. Năm thầy trò đường băng nói chuyện với nhau. Ai mà năm kể giùm con này. Đường tăng 1, Tề Thiên 2, Bắc Giới 3, Sa Tăng 4. Ai nữa? À, là con ngựa năm. Đường tăng hỏi: Này các đệ tử à, cái gì là quan trọng nhất trên đời vậy? Bắc Giới là ăn uống, hưởng thụ. Bắc Giới mới nói là sức khỏe sư phụ. Tề Thiên mới nói sự nghiệp sư phụ. Con người mới nói ý chí sư phụ. Ngộ Tịnh Sa Tăng mới nói tâm lòng sư phụ. Nếu quý vị là sư phụ Đường Tăng, cái vị trả lời là sao? Hả? Sức khỏe, tâm lòng, sự nghiệp, hưởng thụ, cái nào? Hả? Tâm lòng. Bao nhiêu người nói tâm lòng thì tay nào ấy luôn hả? Một người thì còn lại là mấy khác hả? Bao nhiêu người nói hưởng thụ hả? Bao nhiêu người nói sức khỏe hả? Ồ. À, gì được rồi, con cảm ơn. Bao nhiêu người nói sự nghiệp? Sức khỏe là phần lớn ha. Quý vị đâu có thỉnh kinh đâu. Có rảnh không? Đi thỉnh kinh chơi. Ai nói câu đó? Chú Tiểu phải không? Đường Tăng mới nói thế này. Này bốn ông đệ tử, mục đích quan trọng lớn nhất của đời người là đi thỉnh kinh đó. Có sức khỏe để làm gì? Để ăn, để nhậu à? Không biết. Sức khỏe là thứ mà quý vị cho là quan trọng nhất đó. Nhưng sức khỏe để làm cái gì? Sức khỏe đến đây hai tay trắng mà đi về cũng cởi đáo trả lại cho đời. Phải không? Vậy bốn thầy trò được tăng nói là ai? Là chính mình này. Thân, thọ, tâm, pháp. Và nó rộng ra một xíu nữa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đường tăng này là cái thân này. Cái tâm là Tề Thiên ấy, cái ý chí của mình đó là con người, cái hưởng thụ của mình đó là Chư Bất Giới. Còn ai nè, còn Sa Tăng tức là cái tâm tính hiền lương của mình. Nếu mà mình chưa có cái mục đích lớn nhất của cuộc đời là đi thỉnh kinh, đi thỉnh kinh tức là tỉnh thức, giác ngộ. Nếu không có cái mục đích lớn nhất đó thì mục đích của mình là mở lớn lên. Khi vừa lớn lên tuổi đã vô ý của một người mới có cảm xúc ái ân là đi tìm tình yêu, lại tìm chỗ nương tựa chia sẻ cảm xúc liền. À, và có được một người lập tức mình cho rằng đó là mục đích của cuộc đời mình, và dĩ nhiên trọn vẹn trọn gói yêu thương hết mức. Vội đến, bằng một cảm xúc ràng buộc nhau, vội đi, tan vỡ, hận thù, đập vỡ cây hận đời. À, nếu mà không có mục đích rõ ràng thì mình mới lớn lên. Mục đích của mình là yêu đương. Nếu không thì mục đích của mình là sự nghiệp. Nếu không mục đích của mình là già lớn lên thì danh lợi nữa, già chút nữa thì sức khỏe. Và tất cả nếu như mình đi ngang cuộc đời, mình đầy đủ tất cả những mục đích đó rồi, trước khi mình nhắm mắt thì tất cả những mục đích đó nó có đi với mình không? Xin thưa là no, I'm sorry. Đi một mình. Mục đích của con không phải quyền lực, danh lợi, tiền tình, hạnh phúc của thế gian. Vậy hạnh phúc của con là chậm chậm chậm. Cái gì? Tỉnh thức. Nếu mục đích của người tu không phải là tỉnh thức thì chỉ có quyền lực, địa vị, danh lợi và tiền tình. Nếu người mà không có bồ đề tâm mà hành thiện sự, đó là ngụy trang của tâm ma. Bồ đề tâm là tâm hướng đến giác ngộ, tỉnh thức ấy, cho mình và cho người.
trong tâm con đang thực tập. Thì mục đích chúng con là ngồi đây nói để làm gì? Để được quý vị khen con nói hay chăng? Nếu giả dụ được quý vị khen, sau khi bước xuống tòa, con có gì thay đổi bên trong không? Không có gì. Không có gì. Vui một chút, lát nữa cảm xúc đó vèo, mất tiêu. Nếu cái vị chê của thầy này giảng khó nghe, khó hiểu, khó chịu luôn, đụng chạm nữa, sau khi một chút buồn buồn, có gì thay đổi đâu lòng không? Không. Không có gì thay đổi. Mọi thứ đều vô thường, như nước chảy qua kẽ tay. Nước là phải luôn chảy. Biết như vậy nên con ngồi đây con có run sợ gì? Con đâu có tìm một cái gì ở quý vị mà run sợ chứ? Con cũng không có gì hồi hộp hết, bởi vì con đâu có mong nhận từ lời khen kia một cái gì hết mà hồi hộp chờ đợi chứ. Gì có hay không có, cuối cùng nước qua kẽ tay, nước qua kẽ tay. Và họ dễ thầy sống không có mục đích hả? Có. Đó là trên tất cả những mục đích của thế gian. Và tất cả những mục đích của thế gian cần thiết không? Không cần. Đồ đó con bận, chùa đó con ở, cơm đâu con ăn, Phật tử đâu để con ngồi giảng pháp chia sẻ. Khi con có mục đích trong cuộc đời là tỉnh thức rồi, thì tất cả những thứ còn lại kia là phương tiện để nuôi dưỡng cái mục đích là tỉnh thức của con. Con ngồi đây, con phải ý thức được những gì con đang thấy, con đang nói ở bên trong con và bên ngoài con. Từng phút giây, niềm vui sống của con là lấy tất cả các phương tiện bên ngoài kia, ăn mặc ngủ, bạn bè giao tiếp qua lại, là phương tiện để nuôi lớn tỉnh thức, là mục đích của cả kiếp người của con. Con không lấy 100 năm mục đích trước cuộc đời làm trong một giờ hư hoại. Con nguyện lấy một giờ làm chuyện của trăm năm. Chuyện của trăm năm là chuyện tỉnh thức, chứ không phải chuyện danh lợi ái tình quyền lực chức vị. Bởi vì sớm nắng chiều mưa thay đổi theo nhân duyên, và cuối cùng tay trắng đến nấm sinh khô về. Vậy ai lấy chuyện của một phút, một giây mình làm cho một phút làm cho một giờ, lấy một giờ làm việc của một ngày, lấy một ngày làm việc của một năm, lấy một năm làm việc của cả đời người đó. Nếu mà một ngày, nếu mà một giờ làm việc của một ngày, người đó tối về ngủ rất an. Nếu mà mình lấy một năm mình làm việc của cả đời, mình ra đi rất nhẹ. Còn nếu không có kiểm soát được một chút tham, một chút sân, mình sẽ lấy chuyện trăm năm đập vỡ trong phút giây trong cái một ngày thì thôi hả? Thì thế này chứ. Vậy con ý thức được cái mục đích trong cuộc đời con là tỉnh thức, thì con không đi tìm niềm vui sống với quý vị ở bên ngoài kia, với danh, với lợi, với tình tiền, quyền lực, chức vị bên ngoài kia. Bạn không, con sẽ ngồi với một người Phật tử. Phật tử thì thương kính Đức Thế Tôn, thì thương kính đệ tử của Ngài, và vô đã thương kính một vị thầy. Thì chú ơi, giờ thầy đó bụng, chú Phật tử có gì cho thầy không? Xin người này miếng, xin người kia miếng. Khó không nào? Đâu có khó. Nhưng mà giả dụ được thì sau no bụng có gì khác không? Có gì khác hết. Khi con biết được tất cả những thứ bên ngoài kia là phương, là nó như nước chảy qua kẽ tay, con không đi mục đích hóa cuộc đời của mình qua những thứ đó nữa. Con tìm cái gì nó là mục đích của cả đời con. Và khi con ngồi với một người Phật tử thì con muốn chia sẻ cái mục đích đó của mình cho họ. Và con không có lợi dụng họ. Thì cái này chứ. Tức là nếu mà mình có cái mục đích của mình rồi, rõ ràng một kiếp người rồi, thì khi mình sống với người mình thôi, vợ mình, con mình, bạn bè, cha mẹ hay bất kỳ ai dùng thân hay sơ, thì mục đích của mình đã có là tỉnh thức. Mình sẽ không sử dụng họ như phương tiện để đáp ứng cái mục đích ngắn hạn là danh lợi, tiền tình, quyền lực, chức vị. Phải không? Còn nếu bằng không, chúng ta chỉ đến với nhau như liên minh chứ chưa bao giờ là bạn bè huống hồ gì tri kỷ. Liên minh là bởi vì lòng tham cộng hưởng, tôi nhờ anh nhờ tôi.
bước mọi bước, làm sao mình tỉnh thức được trong mọi bước? Mình quan sát được cái thân của mình trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân, mỗi động tác, cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói đến động niệm. Quan sát được cảm thọ của mình hàng ngày, khó chịu, dễ chịu của thân, vui buồn của tâm. Quan sát được những cái tâm ý của mình đã đến ở trong tâm. Chuyện ngày xưa, chuyện ngày nữa, chuyện người, chuyện ta. Quan sát được tất cả mọi thứ ở bên ngoài cũng như bên trong ta. Và quan sát được một cách tỉnh giác, và lấy cái tỉnh giác, chánh niệm đó là cái mục đích ngắn hạn để hướng tới cái giác ngộ tỉnh thức hoàn toàn. Chính vì đó là mục đích con đã xác định rồi. Thì bây giờ con mang 3 bữa cũng được, 2 bữa cũng được, miễn đừng quá bệnh, quá đói. Đồ bẩn 2 màu cũng được, màu rưỡi cũng được, 1 màu cũng được. Ngủ 8 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng cũng được. Dĩ nhiên đã mục đích cuộc đời rồi mà ngủ 8 tiếng thì có gì đâu sai sai. Nếu mà có niềm vui sống rồi thì anh sẽ thức dậy sớm hơn 1 tiếng để có 1 tiếng vui. Còn thức dậy trễ và thức dậy không nổi, tức là người đó ngủ hạnh phúc hơn thức, tức là kéo dài cái chết trước thời hạn. Vậy cho nên ai thức sớm là người đó có niềm vui sống. Còn ai mà ngủ dậy trễ, người đó muốn sống thọ bằng cách chết rồi mà chưa chôn. Cái niềm vui sống mình phải có mỗi ngày, thì mỗi ngày mình mới sống. Còn mình không, mình lặp đi lặp lại hoài cái quá khứ ngày xưa. Là một con người mình có khả năng đặc biệt, đó là nhớ và tưởng. Nhớ là những gì đã qua, tưởng những gì chưa đến. Đặc biệt người phụ nữ nhớ tất cả trên đời, đặc biệt là nhớ những gì chưa xảy ra luôn. Lo lắng, đa cảm, đa sầu, cảm xúc, cho nên tưởng tượng ra và nhớ luôn những thứ mình tưởng tượng. À, một số người. Nhưng cái khả năng của con người là nhớ và tưởng đó không phải để cho mình hại mình. Khả năng nhớ là để cho mình học cái sai lầm để mình không phạm vào hiện tại, chứ không thể để lấy cái sự đau khổ hành hạ hiện tại bằng cái chữ giá như và tiếc nuối. Phải quá khứ đã trải qua là để cho mình học bài học sai lầm và không thực hiện nó một lần nữa. Được phạm tất cả sai lầm, nhưng mỗi thứ một lần được phạm lần thứ hai. Vì sao mình biết đó sai lầm? Bởi vì con người mới biết, con vật không biết. Để cái tưởng, cái khả năng nhớ con người đó, mình dùng nó sai mục đích, cho nên mình muốn ngồi đó sống một ngày và lặp đi lặp lại 365 lần của một năm. Vậy mình hãy học cách sử dụng đúng những gì mà vũ trụ cho mình, những gì mà kiếp trước mình đã cố gắng làm người mới có khả năng nhớ đó. Nhớ cái sai để bỏ và làm mới lại trong mỗi ngày. Vậy sáng sớm, mỗi sáng sớm hãy thức dậy, coi thứ niềm vui sống của mình hôm nay là gì, và niềm vui sống nó đặt trên nền tảng gì, là tỉnh thức hay là hôm nay có chút danh, hôm nay có chút lợi, hôm nay có chút quyền, hôm nay có chút tình, hôm nay có chút tiền, hôm nay có một chút gì đó trong một cái mục đích ngắn hạn thế này. Điều đó, những cái mục đích đó không lâu dài, đó là ta đang lấy chuyện trăm năm bỏ trong một ngày và thực hiện, ta sẽ hối tiếc. Cái gì có dễ thì cái đó dễ mất. Vậy mỗi ngày thức dậy, niềm vui sống của con là được còn thân khỏe, được còn tâm an. Đủ sao chưa? Lấy cái thân khỏe và cái tâm an lành đó, tính chánh niệm, tỉnh giác, cẩn thận, chú tâm, quan sát mỗi hành động, suy tư, cảm xúc, vạn pháp trong và ngoài của mình, mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Nó sẽ lớn lên cái năng lượng tỉnh thức đó. Và có hay không ở bên ngoài kia, những mối quan hệ đó dù được hay mất, dù thích hay không, có hay không bên ngoài kia tiền hay tình, danh hay lợi, có hay không bên ngoài kia một cái gì nữa chăng nữa, được hay mất, không còn quan trọng của một ngày đó với con người. Nếu có thì tốt, nếu không không sao. Khi mình đã tỉnh thức hóa mục đích cuộc đời mình rồi, khi mục đích cuộc đời mình đã tỉnh thức rồi, thì ít giàu, ít quyền, ít thành công rực rỡ trong sự nghiệp càng tốt. Bởi vì cái rực rỡ trong sự nghiệp thì mắt mình không còn đủ sáng để nhìn cảnh đẹp. Tay mình
để nghe âm nhạc, tâm mình không còn đủ không gian để thưởng thức cuộc đời. Cho nên khi mà một người đã tỉnh thức rồi, ít nhiều mục đích của họ thì họ bắt đầu buông, buông lần lần để họ làm lớn lên cái mục đích đó bằng cách họ xuất gia tu hành và không có dính vào các cái sợi dây trước là mạng nhện, sau là dây xích, là ái tình danh lợi quyền lực của thế gian, cái mà cuối cùng nó không hề thương tiếc, không cần tiền và đẩy mình đi thật nhanh. Và chúng ta coi thử mục đích trong cuộc đời của mình, trong mỗi sớm mai thức dậy, nếu không cười thì mình tìm cho ra nụ cười, và nụ cười đó đặt trên một cái gì. Hãy ngủ sáng sớm dậy, nhìn vô gương, mới ngủ dậy khó chịu, ra cái gương cười không được, cứ cười nói hay quá, kéo lên. Mình cười là bởi vì mình biết mình đang sống. Ít nhất nếu chưa tỉnh thức thì sức khỏe và cuộc sống này vẫn còn cho ta thêm một ngày để sống. Xin cảm ơn cuộc đời, nụ cười này trước cho ta, sau cho cuộc sống, cho cuộc đời. Vì mỗi sáng mai thức dậy, giữa cả tỷ người trên thế gian, hơn 7 tỷ người, thì có hàng triệu người, hàng ngàn người không thể bước xuống giường, trong đó không có ta. Miễn nụ cười ta còn sống. Quay qua với lại 5-7 người thân quan trọng cuộc đời mình, họ vẫn còn sống, cười thật to một cái nữa. Phải đó. Nếu thức dậy mà không cười, không có một niềm vui sống của một ngày, mình đang sống lặp đi lặp lại của hàng ngàn ngày ở trước đó. Ok không nào? Không vui gì không? Việc lớn thứ hai của đời người đó là sức khỏe. Sau khi một tỷ phú mất, vợ của ông ta lấy người lái xe làm chồng. Trong lúc rất là hạnh phúc, anh lái xe mới thốt ra: trước đó tôi có nghĩ mình làm thuê cho chủ, bây giờ tôi mới giật mình là anh chủ làm thuê cho tôi. Cái vợ làm tài sản cuối cùng bệnh chết, để hết cái này lại cho tôi hưởng. Chỉ có người giàu có mới hiểu được câu nói này: tiền là giấy, đốt là cháy. Và người thứ hai là bé thơ chưa biết giá trị gì về đồng tiền. Và người thứ ba là kẻ giác ngộ, thấy đồng tiền không được hạnh phúc đích thực trong nội tâm. Khi mà một người thực sự giàu có biết được mình có căn bệnh hiểm nghèo, lúc đó ta mới hiểu được cái sự bất lực của đồng tiền. Một tỷ phú vung tiền ra trong bệnh viện, ta thốt lên: mạng sống không còn thì đồng tiền có giá trị chứ. Bất quá anh ta lúc đó, tiền là vậy, đốt là không đốt thì nó cũng là tro tàn, vì sức khỏe không còn nữa. Sức khỏe là con số 1, danh lợi tiền tình bao nhiêu thứ là những con số 0. Trước mà có con số 1, càng nhiều con số 0 ở phía sau càng tốt. Trước mà con số 0 ở phía sau dù con số 9 cũng bằng 0. Sức khỏe là người bạn thân thiết nhất trên cuộc đời. Vì dù có ai thương mình trên cả đời này đi nữa, nhưng sức khỏe không thương mình cũng bằng thừa. Bệnh tật là kẻ địch nguy hiểm nhất. Vì dù có kẻ địch nào chăng nữa, nhưng sức khỏe nó giết mình trong mỗi phút giây. Cho nên sức khỏe không phải là tất cả, nhưng mà nếu có tất cả mà không có sức khỏe thì tất cả cũng bằng không. Phải không? Thật tình là vậy. Nên nếu nào người nào trí tuệ, trước lo cho cái tâm bình yên, sau đừng để cho sức khỏe của mình mỗi ngày bị hành hạ bởi lòng tham, sân si mê mờ hơn thua, mà quên mất là mình có một thứ bảo vật quý nhất trên đời,
Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú 204 thế này: Arogima Barama Lapa, tức là sức khỏe là tài sản quý giá nhất của đời người. Vì sao? Vì những gì mà là giá trị nội thân, nội tại thì nó sẽ quyết định cái giá trị ngoại tại. Nhưng cái gì mà mình có sẵn, mình tưởng là nó không cần chăm sóc, ai cũng có cho nên nó bình thường, cuối cùng cái gần nhất mà mình không quan tâm thành ra nó xa nhất, gần nhất không quan tâm trở thành dễ mất nhất. Nếu một đời trước 30 năm chiến đấu với danh lợi, ái tình, quyền lực, yêu thương, nửa đời sau chiến đấu với bệnh tật, vì acid uric, vì cholesterol, vì đái tháo đường, vì ở trong hội đường tăng. Nếu mình giác ngộ được cái thân này của mình trước là vì sức khỏe mới quyết định được tất cả mọi thứ, thì mình không có nên lấy nửa cuộc đời của tuổi trẻ để xây dựng những cái thói quen mà sau này nửa cuộc đời lại nó lấy mất tuổi thọ của mình hơn nửa sự sống. Ngồi biết, chơi biết, hưởng thụ biết, tới chừng nó đổ bệnh xuống rồi, trước kiếm tiền, sau lấy tiền mua sức khỏe. Để có sức khỏe thì mình phải hiểu được tất cả các loại bệnh tật ở trên đời này không phải ập đến cái rầm, nó cướp mạng sống mình đâu, mà nó được xây dựng trên một cái nền tảng chậm chậm, từ từ, bằng những thói quen mà xung đột đạo đức tâm lý, vì làm việc ác không chấp nhận mình khổ tâm tư là sinh bệnh, tâm bệnh là thân bệnh. Hoặc mình ăn uống sai phương pháp, hoặc mình hưởng thụ quá mức, hoặc là mình dùng thân và tâm này suy nghĩ quá nhiều, lao lực quá nhiều. Khi mình đốt hai đầu của một ngọn nến, mức độ sáng nó rực rỡ lên, ngày thì làm biết, đêm thì suy nghĩ biết, hay rảnh ra là làm, rảnh ra là suy tư, thì mình đúng là rực rỡ, có thể là mình danh lợi tình được hết. Mà sống rất là nhiệt tình, rất là vội vàng, nhưng mà ngọn nến mà tốt hai đầu thì sao? Nhanh tàn cái nến. Người trí tuệ sống thanh thản bình an, trẻ tiểu nhân sống dội vàng lo lắng. Cái việc lớn của đời người thứ ba đó là hãy nương tựa nhờ chính mình, nương tựa vào núi, núi đổ, nương tựa vào sông, sông chảy, nương tựa vào người, người bỏ ta, chỉ còn một nơi nương tựa nhất là hải đảo tự thân chính mình. Cái thứ nhất là sức khỏe mình phải có, cái thứ hai là trí tuệ và sự vững vàng của tâm hồn mình phải có. Nếu không mình bệnh, người khác phải chăm. Nếu không mình khổ, cần người khác phải hiểu. Họ đâu phải thánh nhân toàn bộ, nỗi niềm riêng mình không hiểu họ, họ đau khổ, mình biểu họ hiểu mình cả đời. Ai làm được điều đó đấy, không phải họ xấu, mình nói họ phản bội. Cuộc đời này không ai phản bội ta ngoài lòng tham quá nhiều. Họ biểu mình quay lại bỏ bớt cái hy vọng về họ đi. Mình hy vọng, rồi mình thất vọng, rồi mình nói người ta phản bội. Không ai phản bội ai. Lòng tham anh quá nhiều, mình yêu cầu cuộc đời theo ý mình muốn. Cuộc đời đã vận hành trên tỉnh thức rằng hãy bỏ bớt cái hy vọng về lòng tham ấy đi. Quay về nương tựa chính anh, đừng để, đừng biểu cuộc đời phục vụ cho anh nữa. Làm sao có sự thất vọng vì ta như vậy? Làm sao có sự buồn khổ bởi vì ta nương tựa và chân thật với người, nhưng trong sự nương tựa chân thật đó ta hy vọng có một sự đền đáp âm thầm, và cuối cùng cho đi quá nhiều vì tình thương không nhận lại được bao nhiêu, cho nên yêu là khổ ở trong lòng bao nhiêu gần hết.
sạch mắt, chứ không phải là một thịt. Thương chính mình, tức là hãy quay về với hải đảo tự thân, biết làm việc thiện, bỏ bớt việc ác. Thương chính mình, nương tựa chính mình thì nương tựa cái gì? Nương tựa một thiện nghiệp. Chỉ có thiện nghiệp mới tạo cái âm phúc. Nếu đức lớn, gặp được nạn to, sẽ chuyển hóa to thành nhỏ. Ai giúp mình? Bằng chứng thiện nghiệp của mình đấy. Vì suốt cuộc đời nó đi với mình, bạn bè có thể mình ngủ nó ngủ, hôm nay nó ngồi nó cắn. Dù là mẹ con thì ai cũng phải tự luôn. Ai cũng phải tự ăn, ai cũng phải tự sống. Phải không? Vậy cái người mà trí tuệ, họ lấy chính cuộc sống của họ làm nơi nương tựa, không nương tựa bên ngoài nhiều, rồi đi quở trách cuộc đời, tại sao quay lưng? Cuộc đời quay lưng sớm khi anh còn trẻ, để anh còn đủ sức và thời gian về kịp với chính mình. Nếu anh sống một đời thành công danh lợi tình, để cuối cùng gần nhắm mắt xuống tay thì sức khỏe không còn, lúc đó nắm chặt đôi tay muốn giữ những gì mà cuối cùng nó sẽ từ bỏ. Đủ năng lực và sức khỏe thời gian để quay lại chính mình chăng? Không. Nên người trẻ mà thất bại sớm, người đó sẽ thành công sớm. Nếu không phải người trẻ mà bất kỳ ai trong cuộc đời này, nếu hướng đến cái mục đích mà mình không đạt được thì đừng có vội buồn. Vì mục đích đó của mình chưa chắc là tốt đâu. Có thể cả cuộc đời nó tốt, nhưng đến lúc nào đó mình vì nó tốt quá, mình nắm giữ trong tay quá chặt, rồi sao? Mình đi nó không tiện. Thì bao nhiêu hạnh phúc của cả đời mà mình không học cách buông bỏ thì sẽ bấy nhiêu đau khổ khi mình đã đi mà nó không phải ta chào cuốn hồi mà nắm giữ được. Nên cầu mà không được bằng lòng tham thì đừng có vội buồn, mà được bằng lòng tham đừng có vội buồn. Nếu là con trai, thử nghèo một lần, coi thử người thương của mình họ bỏ. Nếu là con gái, thử xấu một lần, coi thử đàn ông có quay mặt không. Là bạn bè, nếu một lần mình khốn khó, coi thử nó có quay lưng không. Mình nói như vậy là mình biết, dù là bạn cả ngàn người, nhưng tri kỷ chẳng mấy ai. Cho nên đừng có nương tựa bên ngoài để cuối cùng mình thất vọng. Và thất vọng một lần thôi, nếu đã có thì nên biết nhanh chóng quay về. Quay về trước là cái thân giữ sức khỏe, quay về thứ hai là bỏ ác làm thiện và tu tập lấy cái âm phúc của mình. Âm phúc là sao? Âm phúc là những cái gì mà lương tâm của mình có, nó biểu đừng làm, mà mình làm là mình mất âm phúc. Âm phúc là sao? Rõ ràng là tâm hoan hỷ sinh âm phúc, tâm cung kính sinh âm phúc, tâm tiết kiệm sinh âm phúc, tâm thanh tịnh sinh âm phúc. Thế giới chùa mà mắt nhìn gái trai là mất thanh tịnh, mất đi công đức. Đi vô chùa mà không tiết kiệm, xài điện, xài nước của Tam Bảo, không có chú ý, bật lên rồi không tắt, nước thì xè ra, rửa bùm, mà không nghĩ đến chuyện là tiền của đàn na tức thí góp vào. Vô cũng vừa 100 mà vô trong chùa xài điện, xài nước không tiết kiệm, có thể 1000 người trong cái điện, trong cái nước đó, thì tâm của mình mất tiêu. Tâm hoan hỷ là sinh phước, bởi vì tâm không hoan hỷ làm cho mình cái năng lượng tâm lòng bị đốt cháy, mà con người kia nhìn cái mặt mình thế nào nó cũng dài xuống đây. Nhìn vào cái tướng mà sinh cái hỷ tâm là mình sinh phước. Nhìn vào cái tướng mà mắt ghét thì ai cũng ở với mình, đừng nói chuyện phước đức, họ không cần ở với mình luôn. Đó là nghệ thuật để mình sống và tạo phước mỗi ngày. Tại
Tạo phước mỗi ngày, bớt làm ác, làm việc thiện. Đó là cách để mà mình nương tựa chính mình, không nương tựa người. Và nếu mình nương tựa mình được vững thì đối chứng này ta không có ích kỷ sống cho ta. Hơi thở này bình yên, ta không phải chui vào trong rừng để nói thế gian này bất tịnh, ta ở một mình cho sướng hơn. Nếu mà mình đã có tấm lòng bao la và thương yêu, có một cái con tim đầy tình thương, có một bộ óc đầy trí tuệ, thì lúc đó mình ở đâu, mình sống với ai, hữu xã tự nhiên hơn. Mình không cần giúp họ bên cạnh cũng thấy hạnh phúc theo, phải không? Còn nếu mà mình không có niềm vui sống ở bên trong mình, mình không hàng ngày mỗi phút giây quay về nương tựa mình, thì rõ ràng mình sẽ đi tìm một thứ gì đó bên ngoài kia để nương tựa thôi. Nương tựa duy nhất có thể đó là Phật Pháp Tâm, chính là quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo, Phật là tánh giác để cho mình về với mình là trí tuệ, Pháp là chân lý để cho mình về với mình là sự thấy biết không phân biệt, Tăng là sự thanh tịnh hòa hợp để mình về mình sống cho thân mình khỏe, không có bệnh tật, giữ cho thanh tịnh và hài hòa. Vậy nơi quy y, nơi nương tựa duy nhất trên đời này không phải người mình thương hay kẻ mình ghét, cũng không phải bất kỳ một cái gì bên ngoài kia, được hay mất, hơn hay thua, giàu hay nghèo, nam hay nữ, đúng hay sai, chân lý hay là không chân lý, không cái gì bên ngoài mà mình nương tựa được hết. Nếu có thì đó là Tam Bảo, và Tam Bảo cũng để cho mình về với chính mình, hãy đảo tự thân. Vì sau khi ta nhắm mắt, người ta thương đau xót con tim, kẻ ta ghét mỉm cười thỏa mãn, chôn với mộ xanh cỏ đã lên mấy tháng ngày, người ta thương còn đó giọt nước mắt, người ta ghét vẫn còn nghĩ ngợi tới đôi ba lần. Đến khi năm tháng trôi qua còn lại nắng sương khô, người ta thương năm ba lần nghĩ tới, người ta ghét hình như đã phai nhòa. 10 năm trôi qua, ta chỉ còn lại là chiếc bóng trên cuộc đời, không còn ai dù ghét thương không ai nhớ hết. Sáng mai nếu Ngộ Phương chết ở thành phố Hồ Chí Minh này, mấy người không? Trái đất này vẫn quay, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, người ta vẫn vui sinh như thường. Mình không quan trọng như vậy với cuộc đời này đâu. Mình chỉ là hạt bụi đến không tên gọi, và mình đi bất quá đặt cho mình một cái tên Nguyễn Thị Bé Lì trên cái hạt bụi đó dưới gò má, phải không ạ? Vậy nên khôn khéo thì mình nên quay về nương tựa trước khi cái thân nó quá bệnh, trước khi cái tâm nó quá khổ, trước khi người ta bỏ mình, vẫn còn đó người thương, vẫn còn đó sức khỏe, vẫn còn đó mọi thứ ổn hết, hãy nhanh chóng quay về nương tựa bằng cách tu thiền này, giữ giới này, tụng kinh lạy Phật sám hối, nhanh chóng quay về. Hễ mà người ta rảnh một cái, ta ngồi xuống ta nghĩ chuyện hôm qua, tại sao rảnh một chút không quay về nương tựa, quan sát tâm thân thọ của mình. Người mà biết nương tựa mình sớm là người biết sống một mình, ở với sự cô đơn là tự do mà không làm bậy. Còn cho anh tự do, anh ở một mình mà anh làm bậy thì anh sẽ được ở một mình, nhưng không tự do là bị vô tù. Nghe kịp không? Vô tù của thế gian hay là vô tù như địa ngục, là bởi vì anh ở đây cho anh tự do, mình không lấy tự do để làm việc tốt mà anh làm việc xấu, vũ trụ này sẽ vận hành để giúp anh. Nên người biết sống một mình là người biết nương tựa mình, tự do đang có, thân khỏe tâm an, mọi người xung quanh đang hỗ trợ, nhanh chóng quay về. Thử ở một mình trong một khóa thiền chẳng hạn, thử ở một mình trong 4 bức tường không có một cái gì để nghe để thấy hết chẳng hạn, thử ở một mình mà không có gì tạo tác, không có gì để làm hết, thử tâm mình nó có nhìn thấy nó không, hay là bắt đầu đi tìm một bức tượng bên ngoài kia để nương tựa. Nếu như vậy thì nó ở với ai, nó sẽ làm mất tự do của người đó. Mình thương một người, hãy để họ như là cánh chim tung bay trên bầu trời, được như vậy họ sẽ rất là cảm kích mình. Cho một người một tự do, có thể họ thấy mình không nắm giữ cần họ, nhưng sau này họ sẽ hiểu và tự động họ về, lúc đó mình là tình thương chân thật. Còn nếu mình thương mình nắm giữ quá mức, mình nương tựa quá chặt thì mình khổ, vì mình lo sợ
họ khổ vì họ mất tự do. Nắm những gì mà không được, lòng mình đau đớn, người kia cũng sao, khó chịu theo. Vậy trước hết, quay về sống với mình, làm cho thân mình khỏe, tấm mình yên, cảm thọ mình ngọt ngào, thì mình là biểu hiện của đó hoa. Người ta thích nhìn rác hay nhìn hoa? Người ta thích nhìn hoa. Vậy hãy sống sao người ta tới nương tựa mình, giống như mình nương tựa. Bằng không mình sẽ đi nương tựa người, mới đầu trưởng hoa, sống thời gian hóa ra. Lúc đó mình mới biết, à, nên quay về nương tựa mình, chứ đừng có đổ thừa tại sao trước tôi thấy anh hoa, giờ tôi thấy anh đá. Bởi vì mắt mình nhìn có một con. Chó mình hai con là để nhìn cho thú đá. Mình nhìn có một con, đời sẽ lấy con kia nhìn, và mình hơi bị đau khổ. Chính đau khổ là món quà để cuộc đời này mình vững vàng với cái sai lầm trước kia. Cái việc lớn thứ tư, ba cái rồi quý vị nói cho con nghe. Cái thứ nhất, niềm vui sống mỗi ngày dựa trên cái mục đích cuộc đời là tỉnh thức. Cái thứ hai, sức khỏe. Cái thứ ba, nương tựa vào chính mình. Cái thứ tư là tri ân báo ân, cho đi chia sẻ. Ở cuộc đời mỗi bước chân ta bước, đất mẹ này bình yên, mặt trời vẫn quay, đất nước an lành, sự sống xung quanh ta đang hỗ trợ không khí này vào miễn phí. Đồ ta mặc, cơm ta ăn, người thương bên cạnh ta sống. Nhận quá nhiều nhưng ta chưa đủ để thỏa mãn lòng ta. Kẻ đó là một người cùng tử lang thang, mà kiếp người này mình có báo vật cứ trong lòng, đó là sự tỉnh giác, không lấy nó xài mà cứ kêu than là nghèo khổ thôi. Mình là người lớn tuổi, nếu mình không học cách buông bỏ, cho đi và chia sẻ, thì mình trước khi mất không phải còn thọ ký nhưng thường là đọa vào cõi cô hồn, ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tham. Tham là cái gì? Trước khi mất, tâm của mình mang cái ý niệm của cần tư nghiệp là dính mắc, đòi hỏi, và cái thân nó đi mất tiêu, không có cái chỗ để đáp ứng cho cái tham của cái thân thành đó. Thần thức của nó vẫn còn vương vấn. Cái điện thoại để đây, lát nữa con lên là con quên đem lên, con không biết nó mất chỗ nào, tâm của con sẽ nghĩ hoài tới cái điện thoại ít nhất là 15 phút. Nếu trong lúc con nghĩ tới cái điện thoại 15 phút tự động con tắt thì thở con chết, thì tâm con sẽ quanh quẩn ở cái chất niệm này. Hiểu cái đó chứ? Nó còn là cô hồn. Nó chỉ ra đi khi nó đồng ý cái chất, không còn chút gì vương vấn của thế gian. Còn mà không, tâm của mình nghĩ ngợi hoài tới một cái gì đó mình thích hoặc mình không thích, tức là không buông bỏ, thì mất cái thân, cái tâm nó sẽ tìm đến cái nơi, cái con người, cái cảnh vật đó để nó thỏa mãn sự trả thù hoặc là sự hưởng thụ. Nhưng không có cái thân nữa, cho nên nó hưởng thụ không được, nó cực kỳ khổ, rừng rực lửa cháy trong lòng. Thì cái này mình nhận quá nhiều mỗi ngày từ cha mẹ cho thân xác, sự sống và thương yêu tuyệt vời của họ, hỏi thử mình đền đáp bao nhiêu. Mình nhận quá nhiều từ tình yêu của vũ trụ, nào là hơi thở vào miễn phí, nhưng hơi thở ra của mình lại là sự giận hờn, bực bội hoặc là cô đơn. Mình nhận quá nhiều từ người thương, miếng cơm, ánh mắt, nụ cười, sự chia sẻ lắng nghe bên cạnh mỗi tháng ngày, họ không có tích phí, nhưng mình thì rằng rỉ khó chịu, tại sao em nhiều thế? Cái điều quan trọng thứ tư này, ý con muốn nói là mình nhận cuộc đời nhiều hơn là mình cho đi đấy. Khoan hãy nói chuyện cho đi, mình nói cái chuyện tri ân, báo ân thôi chưa đủ. Đối với cha mẹ, ai nghĩ mình trả ơn được chứ? Chưa. Dù hiếu thảo cỡ nào, đối với cuộc sống càng chưa nữa. Vì chiếc lá nó còn biết để xanh, hít thở oxy cho đời mình sống. Vì đóa hoa nó còn đẹp để nó làm cho cuộc đời bớt cái nợ đơn điệu chán chường. Con chim nó còn biết hát buổi sáng, để nó làm cho rộn ràng âm nhạc.
con gà nó còn biết gáy để đánh thức mình dậy tương mơ. Nhưng mình dậy rồi nặng nề trong tóc quá vì chuyện ngày xưa còn vương vấn trong lòng. Thì đó, một ngày mình sẽ sống lặp đi lặp lại 360 ngày trong một năm, chứ chưa bao giờ mình thực sự làm mới mỗi ngày mà sống. Vậy coi thử một ngày đó trong mình có cái niệm tri ân bao nhiêu lần. Mình hít vào là mình biết chiếc lá ngoài kia thở những gì cho mình hết oxy, và mình thở ra là nó hít những gì mình thở. Vậy sự sống của mình lủng lẳng ngoài kia lá phổi tre đó, sáng nay thức dậy thấy ôi bộ phổi ta còn nguyên vẹn. Bữa nay tôi sẽ nói cho thế gian này biết một sự thật là mặt trời vẫn còn mọc lên, người thương ta vẫn còn bên cạnh đó, mâm cơm người còn nấu cho mình, ánh mắt và nụ cười họ vẫn còn trao, về thấy cửa còn mở, trong nhà vẫn còn ấm áp, cái tivi mà bộ đồ còn treo đó, nắm chặt đôi tay còn thấy mình bên cạnh, bao nhiêu cái mệt mỏi căng thẳng thôi người mỏi, bởi vì ta biết ta không bỏ thì thân này mất rồi chúng ta cũng chia cạnh. Đã đến với nhau rồi miệng trọn vẹn như yêu thương. Em đã cho ta một đời tôi chưa hề bao đáp. Em đây có thể là bất kỳ cái gì, người thương, là một đóa hoa bên cạnh, là một đứa con thơ của mình, hay là cha là mẹ, bất kỳ cái gì. Thì ta dù còn chút giỏi hơn, bởi vì chưa có xử lý được nghiệp lực mình, thì xin người hãy tha thứ. Và thời gian còn lại ta nguyện sẽ làm mới lại mình và tri ân để báo ơn bằng một hơi thở ra thật bình yên tĩnh lặng, bằng một nụ cười tha thứ bao nhiêu, bằng một ánh mắt thương yêu và thấu hiểu, bằng một cái ngồi thiền, một bước chân tự tại và vững vàng. Được như vậy không cần nhiều tiền nhiều danh lợi, được như vậy không cần quá tài đức tiếng tâm quyền lực làm gì, chỉ cần lòng mình đầy đủ tình thương, tâm mình dạt dào sự sống, niềm vui mình có tự động mình biết không? Một đứa con lớn lên mà bất hiếu cha mẹ, đừng trách con cái vội, vì cha mẹ chưa có nghệ thuật sống làm cho con mình hạnh phúc. Nó lớn nó khổ đau, nó nghèo lấy gì nó cho chứ? Cho về vật chất không nói đã đành, nhưng tâm hồn nó đau khổ làm gì nó nghĩ tới mẹ cha mà đứa nó bất hiếu. Cho nên một người mà sống không báo hiếu được cho cha mẹ là bởi vì cha mẹ mà sống đau khổ và họ truyền cái năng lượng đó cho con, và đứa con nó lớn lên nó không xử lý được, cho nên nó vung vãi lại những gì ngày xưa cha mẹ truyền ra. Hiện giờ mình đang sống, nếu tâm mình đau khổ thì mình nên sám hối nghiệp lực của mình. Tâm nó cứ nghĩ ngợi, ưu tư hoài là bởi vì một nghiệp nào đó nó tạo trong vô minh là kiếp trước hoặc là năm trước, tháng trước, khiến bây giờ lương tâm nó không có an lòng chấp nhận. Quay về đi chùa sám hối, không những mỗi ngày mà mỗi, không những mỗi tháng mà những mỗi ngày tới chùa tụng kinh nguyện. Bởi vì sao tụng kinh có vậy đó, không làm gì hết trơn á, nhưng mà nó có cái lực cực kỳ mạnh của ta bảo giá trị cho mình là đừng có làm việc ác nữa. Nhưng con người đi tụng kinh ra khỏi cổng chùa, tâm có họ bắt đầu lương thiện dần dần, âm thầm như vậy ngày tháng tự động họ sẽ trở thành một người tốt thôi. Ngày xưa con lì chúa trong một cái sổ, con chưa đi tu là con quẩy thiên trời địa sở luôn. Mẹ con không có làm được gì hết, cái xe cọc cạch xe đạp chở 90 cây số trên một đường đá, mỗi ngày lên chùa cúi đầu lại Phật miết không biết từ ngày đó. Cái tính bạo lực lì lợm của mình chắc là được Phật lấy rồi, cho nên mình vô theo muốn đòi lại nên ngồi đây.
bốn cái điều quan trọng, bốn cái việc quan trọng của đời người đó. Mình coi ở trong một ngày mình sống nó có bốn điều đó cùng một lần không? Trong một giờ mình sống nó có hay không? Không phải trải qua bốn giai đoạn đó thứ tự đời người từ nhỏ đến lớn đâu. Mà coi thử trong năm đó, trong năm thì có vẻ khó, nói khó thôi, chứ coi thử mình báo ơn là cha mẹ mình mua được một đồ máu mới cho họ không? Mua một đôi dép mới cho họ vừa rồi năm mới không? Lì xì cho họ được cục đậm đậm không? Về nấu cho họ được miếng cơm không? Về có nắm được cái bàn tay của họ mà coi thử nó sần sùi bao nhiêu không? Có nhìn kỹ dịp vào đôi mắt của họ bao nhiêu nếp nhăn nếp tránh không? Có nói với họ là hôm nay mày khỏe. Mình biết đó. Và mình coi trong một ngày mình báo hiếu được không? Mình trí ơn được bao nhiêu? Mình cho ra ngoài bao nhiêu năng lượng bất thiện? Và mình cho ra ngoài bao nhiêu năng lượng trí ơn và báo hiếu cuộc đời? Bước chân mình bình an bao nhiêu? Mình vô chùa để bước chân mình bình an, tức là mình đang trả ơn cho Phật và Tam Bảo. Mình đi nhà mình ngồi cho vững vàng, mỗi sáng nay thức dậy thức sớm một chút để tạo một năng lượng an lành cho gia đình và người thương. Hay là mình ngồi cả ngày mà lòng mình cái mặt nó dài thế này, mình phiền hà mà khó chịu hoài, ai chịu không? Đừng có báo hiếu theo kiểu làm cho nhiều kiếm kiếm một tiền cho lớn rồi bỏ đi cho họ rồi nói coi. Trong một ngày đó mình có niềm vui xấu không? Trong một ngày đó mình có nương tựa mình không? Trong một ngày đó mình có làm động tác nào, ví dụ như yoga, thể dục thể thao này nọ để giữ sức khỏe không? Trong một giờ mình ngồi mình đứng lên mình xoay cổ xoay lưng xoay đủ thứ để giữ gìn cái sức khỏe mình không? Hay mình ngồi cả 1 tiếng 2 tiếng sao cái mình quên đi cái sức khỏe? Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ mà 4 cái điều này trong 1 tiếng đó thì một ngày mình nhớ, thì 1 tháng